Alo, và xin chào tất cả anh em. Và chào mừng anh em đã đến với khóa học AutoCAD thực chiến, thành thạo AutoCAD từ con số 0. Vâng, mình là Nguyễn Quang Thuận và có thể là nhiều anh em trước khi đến khóa học này cũng đã từng biết mình qua các kênh mạng xã hội và các video hướng dẫn ở trên kênh YouTube. Và thì đây là khóa học mà mình rất là tâm huyết và trong khoảng thời gian suốt hơn 3 năm mình có giảng dạy đấy, thì mình đã thực chiến hơn 50 lớp học AutoCAD. Ở trên ở trước đây mình tốt nghiệp trường đại học kiến trúc. Thế thì đây là khoa học mình đúc kết cũng như là mình tối ưu lại toàn bộ những cái kiến thức cô đọng làm sao để phù hợp với lại tất cả các bạn, bởi vì là sau trải nghiệm với hơn 50 lớp học thì mình đã biết các bạn sinh viên rồi những người đi làm rồi có cả những anh chủ xưởng gỗ hay là những anh giám đốc quản lý đấy, hay là những bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên là phần lớn là số đông là những người mà mới tiếp cận vào để học cái bộ môn này ấy, thì gặp rất là nhiều khó khăn. Thì mình nắm được cái vấn đề của các bạn đấy, mình đã đúc rút được những cái kiến thức mà nó cô đọng nhất đấy, không miên man mà nó tập trung vào cái vấn đề về hiệu quả đấy, đấy là cái triết lý của mình. Vâng ạ, thì đây là cái khóa học. Thì đầu tiên thì mình xin chào tất cả anh em, thứ hai là mình xin chúc mừng tất cả anh em là những người mà đã mạnh dạn, gọi là ở ngoài kia thì các người ta hay gọi là những người mà gọi là trong thuộc cái nhóm hành động ấy, tức là dám hành động để có thể là giúp mình trau dồi thêm kiến thức, đưa mình lên một cái tầm cao mới, sẵn sàng bỏ một cái khoản tiền đầu tư nho nhỏ để nâng cao cái sự hiểu biết cũng như cái giá trị của bản thân, làm giúp ích được, tiết kiệm rút ngắn được cái quãng thời gian để chúng ta học tập cũng như là làm việc, đúng không ạ? Đấy, thì xin chúc mừng anh em nào mà đang xem video này mà chưa đăng ký tham gia thì có thể đăng ký luôn để chúng ta tiến hành với những cái bài học mà mình đã xây dựng một cái sơ đồ cây ở đây, một cái chuỗi những cái chuyên đề đấy, những cái chuyên đề thực chiến rất là tuyệt vời dành cho anh em đấy, tất cả anh em đều có thể là những người mà đã biết két rồi hoặc là chưa biết két, từ con số 0 thì đều có thể là làm quen và tiếp cận được đó, ok không ạ? Vâng, thì đây là cái khóa học mà như anh em biết AutoCAD là một khóa học gọi là cái khóa học cửa ngõ, đúng không ạ? Cửa ngõ nó giống kiểu cái bảng cửu chương ấy, các bạn sau này có học toán giỏi hay không thì việc bảng cửu chương các bạn phải nắm thạo thì chúng ta cảm thấy rất thích môn toán. Bạn nào mà học dốt bảng cửu chương ấy hoặc là lười hoặc là khó chịu đúng không ạ? Học toán hoặc các cái môn khác cảm giác là mình hơi bị gọi là bị sợ ấy. Đấy, thế thì AutoCAD cũng là một cái bộ môn như vậy, nó là một bộ môn cửa ngõ để các bạn tiếp cận đến những cái bộ môn chuyên sâu hơn, phần mềm chuyên ngành nâng cao hơn. Ví dụ như các bạn học về đồ họa thiết kế các bạn, thì các bạn phải cần làm quen với gì? 3D Max đúng không ạ? Hay là SketchUp hay Revit hay là những cái phần mềm chuyên sâu hơn về chuyên ngành của bạn, điện cơ khí ấy. Thế thì AutoCAD là một cái bộ môn tiền đề. Thì nếu như các bạn mà làm quen và học tốt cái bộ môn AutoCAD này, đấy, có một cái sự nền tảng tốt ấy, thì các bạn rất là tự tin để chúng ta học tập vào các cái bộ môn chuyên sâu. Theo cái chuyên ngành của mình, theo một cái phong thái rất là hứng thú đấy. Thế thì anh em hãy lựa chọn cho mình một cái khóa học thật sự là chính xác đấy. Ok nhá, không vòng vo nhiều nữa. Như vậy rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các anh em là cái khóa học này, review trước là bài học đầu tiên này là có những gì và những cái dữ liệu các bạn cần phải chuẩn bị để cho ta hỗ trợ tốt cho xuyên suốt 13 cái chuyên đề trong cái khóa học online này nhá. Đầu tiên này, đầu tiên thì các bạn sẽ được tải, đầu tiên các bạn là đã là thành viên của khóa học rồi thì bạn sẽ phải tải cái dữ liệu AutoCAD này, mình đã đề là khoảng hơn 10 GB này. Đó. Các bạn sẽ tải về nhá để nó phục vụ cho chúng ta suốt quá trình chúng ta học tập tại khóa học cũng như là xuyên suốt cái quá trình chúng ta làm việc về sau này nữa, được chưa? Nó là dữ liệu thư viện rồi những cái mà chúng ta công cụ rất là hữu hiệu trong này mình đã sưu tầm và cô đọng lại tất cả những gì mình đã có được từ trong suốt quá trình mình làm việc, mình tích lũy lại và bây giờ mình tặng nó hoàn toàn miễn phí dành cho các bạn, ok không ạ? Đây là khoảng hơn 10 GB, nén lại thì khoảng tầm hơn 9 GB đó, khi bạn giải nén ra là như này. Sau khi mà giải nén xong, các bạn tải cái link này ở trên diễn đàn của lớp học nhá. Đấy, thì mình đã đánh số rất là gọn gàng ở trên đây. Thứ nhất là cái phần mình sẽ review cho các bạn từng phần một. Đầu tiên là phần sơ đồ cây AutoCAD thực chiến. Thế thì khi các bạn mở cái sơ đồ cây ra thì các bạn sẽ phải mở cho mình cái này lên. Đấy. Thì nó chính là cái sơ đồ cây này, mình đã lên rất là kỹ chi tiết. Đây là sơ đồ cây khóa học AutoCAD của chúng ta. Để cho các bạn có thể là có một cái nhìn nó tổng thể trước đúng không ạ? Và từ tổng thể này chúng ta đi vào chi tiết thì các anh em thấy là sao ạ?
chúng ta khi mà ta hệ tư hệ thống được kiến thức như này, đi theo từng cái chương, từng cái mục theo cấp độ như này thì chúng ta rất là dễ nhớ một cách khoa học đúng không ạ? Nó không kiểu bị rối rém hay là bị loạn kiến thức đúng không ạ? Hay là không bị hỏng kiến thức. Nhìn thấy hỏng chỗ nào thì chúng ta có thể bù và học lại ngay, rất là dễ. Đầu tiên nhé, ví dụ như là trong cái chương số 1 đây, khởi động đúng không ạ? Làm quen. Thì bài học đầu tiên đây, mình đã liệt kê theo các thứ tự các bài học của khóa học online này rồi. Ở trong cái chương đầu tiên thì sẽ có 6 bài học từ 1 đến 6. Thì chương đầu tiên thì các bạn sẽ phải nhớ là tải dữ liệu AutoCAD. Đấy, thì các bạn sẽ là người sử dụng được cái phần mềm này luôn. Lát nữa mình sẽ review cái mục số 2. Đây, cái mục số 2 là cái mục mà các cái bộ cài đặt. Thì trong này nó có bộ cài đặt về AutoCAD này. Đấy, từ 2007 này, cho đến 2018 cho đến 2021. Mình thì mình sẽ khuyên các bạn nên dùng hai cái phiên bản đời cao này hơn, 2018 hoặc là 2021 này, thì nó rất là ổn định và nó tối ưu cho chúng ta về công cụ, về những cái tính năng rất là mượt mà. Còn AutoCAD 2007 là dự phòng thôi, nếu bạn nào máy dùng laptop quá yếu hoặc là dùng những cái mà nó không, nó chỉ cần xem đọc vẽ các thứ ấy, đấy, không cần phải dùng chỉnh sửa quá nhiều thì có thể cài AutoCAD 2007 để đọc xem được đấy. Còn dùng chính là hai ông này. Ngoài ra thì sẽ có cái phần mềm là MathMaster, mà cái phần mềm sơ đồ cây ấy, hệ thống kiến thức mà mình đang mở cho các bạn, thì cái phần mềm này là rất là tuyệt vời đó, các bạn download về và dùng cũng như là làm quen trong khóa học này, các bạn trải nghiệm thêm. Và nó không chỉ ứng dụng ở trong khóa học này mà ứng dụng trong cả cái việc bạn lên deadline công việc, lên kế hoạch công việc hoặc là những cái mục tiêu khác ở trong cuộc sống đấy ạ. Rất là tuyệt vời, rất là nhiều người người ta đã làm với cái sơ đồ cây này và mình đã áp dụng, rất tuyệt vời luôn. Hy vọng các anh em sẽ tập làm quen và những ai chưa sử dụng thì sẽ thích nó. Thứ nhất là tiếp theo là những cái phần mềm, ví dụ là phần mềm setup Clover này, đúng không ạ? Cái Clover này là một phần mềm nó hỗ trợ Windows chúng ta, nó cũng nó là cái gì ạ? Nó là cái phần mềm mà mở được nhiều tab ở trên Windows này. Bình thường các bạn mở Windows thì nó chỉ được một tab một đúng không ạ? Chứ nó không được kiểu cái thanh sổ liên tục như này, nó giống kiểu như cái trình duyệt lướt mạng, lướt internet đúng không ạ? Chrome hoặc là cốc cốc hoặc là Firefox ấy, đúng không ạ? Thì nó có nhiều tab liên tục như này. Thế thì cái phần mềm Clover này nó giúp chúng ta là gì? Biểu tượng của nó là một cái cỏ ba lá này. Nó giúp ta có thể tạo ra được nhiều tab mà chúng ta quản lý này. Cộng thêm được đúng không ạ? Ví dụ ta copy file hay các thứ gì ấy. Đấy, thì chuyển đổi giữa các thư mục nó rất là tiện. Đó, thì anh em sẽ cài hai cái phần mềm này vào, và phần mềm nó là phần mềm AutoCAD nữa. Đấy. Trên mạng thì có rất nhiều cái hướng dẫn cài đặt rồi, nên trong khóa này mình cũng không có hướng dẫn những cái phần thao tác đó. Được chưa? Anh em nào không cài được thì cứ inbox lên diễn đàn khóa học nhá. Đấy, thì quay trở lại là cái sơ đồ cây này, các anh em cài đặt xong thì sẽ mở được cái sơ đồ cây này. Đấy. Đấy, sơ đồ cây này. Thì anh em mình sẽ đi review qua lần lượt nhá. Đấy. Đầu tiên ví dụ cái phần mục chương 1 khởi động 6 bài học này, thì tải dữ liệu thì mình có thể là đính được link luôn ở trong đây. Tức là khi anh em mà lưu cái file này online trên mạng, đấy, anh em quên mục nào mở về và xem, hay là những cái dữ liệu quan trọng nào, đính ở mục nào anh em có thể tải được luôn. Ví dụ bấm vào đây này. Đấy, thấy không ạ? Là sao? Nó ra luôn cái link tải cho chúng ta và việc tải về thôi. Nó rất là gọn và nó gọi là nó đút gọn hết chúng ta vào một cái ngăn tủ ấy, đúng không ạ? Rất là dễ tìm. Đấy. Chương số 2 sẽ tổng quan về giao diện. Đấy, đúng không ạ? Các cái bước thiết lập quan trọng này. Đấy, những cái chương mục đây thì anh em đã đọc qua tất cả những cái bài học theo từng chuyên đề thực chiến mình đã nêu ra, làm sao cho anh em một cái có một cái góc nhìn và một cái sự tiếp cận nó tốt nhất, đơn giản nhất. Chương 2 chúng ta sẽ làm quen về vấn đề về các cái nhóm lệnh draw thực chiến này. Đấy, hay là lệnh chuyên đề 3 là các cái nhóm lệnh về modify, nhóm lệnh hiệu chỉnh, đây nhóm lệnh vẽ này, nhóm lệnh hiệu chỉnh này. Vâng ạ, thì trong này mình đã liệt kê tất cả những cái nhóm lệnh mà hay sử dụng nhất và nó mạnh mẽ nhất để cho anh em, được chưa ạ? Mình không có chỉ tất cả các lệnh mà có trong CAD, bởi vì là anh em cũng không dùng đến hết và nó cũng không phải là một cái mà anh em tìm hiểu, đúng không ạ? Dành bộ nhớ lưu những cái tập trung quan trọng thôi. Đấy, chương số 4 thì anh em sẽ làm gì ạ? Anh em sẽ được luyện vẽ, sau khi đã làm quen với hai cái nhóm lệnh draw và modify này rồi thì anh em sẽ được thực chiến luyện tay bằng các cái level, các cái level bài tập. Đấy, ví dụ như là level 01, 02, 03, 04, 05. Đấy, thì mình cũng đã
ở trong cái dữ liệu AutoCAD này khi anh em tải về nhá. Khi anh em tải về thì đây có mục tiếp theo, mục số 3 là bài tập này. Thì anh em có luôn là các cái level bài tập đấy, thực chiến luôn cho anh em để anh em có thể làm quen và luyện vẽ tay thao tác. Đấy, rất là nhiều những cái hình để chúng ta sẵn sàng ra thử sức và rèn luyện. Vì có rèn luyện thì chúng ta mới có thành thạo được, đúng không ạ? Chứ không chỉ dừng lại ở lý thuyết. Thế thì năm cái level này là mình cũng đã chia sẻ một số video lên trên trên YouTube, thì nhớ rất nhiều anh em các bạn hưởng ứng và làm theo, và rất nhiều bạn đã đạt được điểm cao chỉ nhờ những cái hình mà chúng ta đã luyện vẽ theo level này, được chưa? Đấy. Cái chương số 5 rất là quan trọng, là chương tăng tốc độ vẽ. Tức là khi anh em đã biết lệnh rồi này, luyện vẽ và nhớ lệnh được rồi, thì cái việc mà chúng ta tăng cái tốc độ chúng ta làm việc lên rất là quan trọng, đúng không ạ? Bởi vì là sao ạ? Chúng ta không cần biết là làm việc hay là giỏi AutoCAD cỡ nào, quan trọng nhất là hiệu quả công việc, đúng không ạ? Thế vậy trong cái bước mà tăng tốc độ làm việc này đấy, nó nâng cao lên, thì nó là cái bước rất là quan trọng mà mình có nhấn mạnh ở đây. Lập một chuyên đề riêng, ví dụ có thay đổi lệnh tắt này để giúp chúng ta gõ lại nhanh hơn này, hay những phần lip CAD này để giúp chúng ta là gì ạ, có những cái thêm cái tính năng, những cái lệnh CAD mở rộng đúng không ạ, tối ưu và tăng xử lý những cái việc mà AutoCAD bản thân nó làm chậm hoặc là mất quá nhiều bước, được ạ, rườm rà. Sang chương số 6 thì anh em sẽ được học cái phần nó là chương layer, quản lý bản vẽ chuyên nghiệp đấy, tạo nhóm các thứ ấy. Thì cái chương này mình có chú thích ở đây là chương sư sống AutoCAD, được không ạ? Khi mà anh em tải cái sơ đồ cây này về thì anh em có thể là rất là dễ thấy là gì, tổng quát và học như này. Ngoài ra thì anh em có thể là tự chỉnh sửa được nhé, phần mềm này nó rất là đơn giản thôi, giống kiểu PowerPoint thôi. Anh em về ví dụ là từ đây anh em là có ghi chú thêm các cái cây từ khóa gì đấy, đấy thì anh em có thể là viết thêm các cái phần chú thích ở đây đấy, theo kiểu sơ đồ cây này thì anh em rất là dễ nhớ. Mình không khuyến khích anh em theo kiểu là ghi chép nhé, bởi vì là thực ra ghi chép thì nó cũng tốt thôi, nhưng mà mình thấy phần đa hay kể cả phần lớn ấy là anh em rất ngại mở lại vở sách vở xem, hoặc là có mở lại thì có thể là qua năm tháng anh em mất cái quyển sổ đấy thì mất luôn kiến thức, đúng không ạ? Thế thì thay vì thế chúng ta sẽ nốt lại các cái từ khóa cây này, các từ khóa chính này bằng một sơ đồ cây như thế này. Đấy, sau đó anh em đưa lên trên thì cái driver ấy, đấy, lưu trữ online trên mạng ấy. Sau đó thì anh em thì mở lại xem lại khi cần thôi, và ôn lại những kiến thức cây. Đấy, xem lại bài học chi tiết thì chúng ta mở video lên. Đấy, rất là tuyệt vời. Ok không ạ? Đấy thì chúng ta có sơ đồ cây và anh em có thể chỉnh sửa thêm những cái từ khóa chính theo ý mình nữa. Đó. Đấy, cái chương số 7 này. Chương số 7 là blog và cách anh em sẽ sử dụng được cách chúng ta sử dụng thư viện. Đấy, chương số 8 là ghi chú viết text ở trong bản vẽ này, hack vật liệu vào này, dim kích thước vào này. Đấy, rồi chúng ta sẽ thực chiến trên một cái bản vẽ. Ở đây thì phần đa anh em sẽ là về cho chuyên ngành kiến trúc xây dựng các thứ nội thất, đúng không ạ? Thì mình có đưa ra một cái bài là về cái mặt bằng liên quan đến nhà phố, về kiến trúc xây dựng. Các anh em học điện cơ khí thì thực ra cái chuyên ngành này mình cũng không phải là chuyên ngành thế mạnh của mình, nhưng mà anh em đều có thể là tiếp cận và làm quen, thực hành được theo cái form bài tập này, từ đó anh em sẽ liên hệ tới chuyên ngành của mình, được chưa? Không vấn đề gì. Sau khi anh em đã thực hiện xong một cái bản vẽ hoàn chỉnh như này rồi thì anh em sẽ cái bước tiếp theo mà AutoCAD nó giúp chúng ta đó là dàn trang và in ấn, đúng không ạ? Tức là chỗ là trích xuất bản vẽ in ra để nộp ấy, đúng không ạ? Hay là để thi công ấy, những cái bản vẽ thi công để in ra giấy ấy, hồ sơ ấy. Đấy. Cái chương số 13 là chương rất là bá đạo luôn, đó là những cái chương tuyệt chiêu và những cái công cụ, những cái thủ thuật mà chúng ta hay dùng ở trong AutoCAD. Đấy, mình sẽ nêu điển hình các cái 7 cái video minh họa cho anh em những cái tuyệt chiêu rất là thú vị, ví dụ như là đóng gói hồ sơ này, hay là giật lag khi vẽ CAD này, những cái file ISO này, hay làm nhẹ bản vẽ, làm sạch bản vẽ này. Đấy, hay là chuyển đổi giao diện, hay là những cái công cụ nâng cao ở trong AutoCAD. Thì mình có chia sẻ hết toàn bộ ở trong cái khóa học AutoCAD thực chiến này. Đấy, vừa rồi thì mình vừa review qua cho anh em về cái khóa học này rồi. Đấy, thì anh em sẽ tải dữ liệu về và cùng xem chi tiết hơn nhé. Đấy, cái dữ liệu AutoCAD này. Đấy, mình sẽ review thêm về cái thứ hai là cái dữ liệu AutoCAD này là ở đây. Một là sơ đồ cây này. Hai là gì ạ?
bộ cài này, ba là hệ thống bài tập rồi anh em xem chi tiết này, bốn là cái quyển sổ tay mà mình cũng đã tự tay mình đã làm trong cái quãng thời gian mình 3 năm giảng dạy ấy, với 50 lớp thì mình đã đều in cái cuốn sổ giáo trình này cho anh em nào mà đã là học viên của lớp đấy, làm tài liệu nội bộ ấy, thì mình cũng chia sẻ cho anh em duy nhất độc quyền cho anh em ở trên tham gia học online này, được chưa? Anh em cũng tải về rất là hay luôn, ví dụ ở đây trong có những cái câu lệnh các thứ này, được chưa? Đấy, rất là chi tiết luôn. Đấy, nhóm lệnh draw modify cũng tổng hợp ở trong trình này luôn. Anh em hoàn toàn có thể là in cái cuốn sổ tay này ra và mang vào cặp hoặc là mang vào mang đi theo trong quá trình chúng ta mà rảnh rỗi thời gian vừa học video chúng ta vừa mở quyển sổ này ra. Đấy, xem kiến thức được, rất tuyệt vời. Chương số 3 là lệnh AutoCAD thì mình cũng tuyển tập cho anh em một số những câu lệnh thì chi tiết hơn. Đó là theo dạng chữ cái để anh em có thể là mà học thuộc hoặc dễ nhớ thì có thể là ghi nhớ thêm được nhỉ? Phone chữ AutoCAD được nhỉ? Có hướng dẫn cài đặt cho anh em cài phone chữ vào CAD như thế nào. Đấy. Hướng dẫn cài đặt video luôn cho anh em. Hack vật liệu là các cái mẫu hack vật liệu ta hay sử dụng thêm vào CAD này. Thư viện Autolib đúng không ạ? Những cái lib CAD hay dùng thì đây những cái kho AutoCAD dữ liệu này là không thể thiếu được đúng không ạ? Khi mà một người làm AutoCAD chuyên nghiệp hay là học AutoCAD hay làm việc với CAD đúng không ạ? Thư viện đúng không ạ? Thư viện AutoCAD là cái thư viện block ấy. Các bạn chèn ngoài vào thì đây mình đã sưu tầm và đúc kết được rất nhiều các cái chuỗi thư viện. Anh em chỉ việc là tải về và dùng thôi. Được chưa? Thư viện block, thư viện thuộc tính này. Đó. Hay là những cái module các thứ rất là tuyệt vời, những cái bản dùng sẵn cho anh em, những cái file CAD sưu tầm công trình. Chắc hẳn anh em đã làm về AutoCAD hoặc là anh em nào đã tiếp cận qua thì những cái file mà gọi là những cái file sưu tầm như này thì anh em sẽ phải dày công người ta sưu tầm để có thêm cái tài liệu về tham khảo đúng không ạ? Đấy, thế nhưng mà ở đây mình đã trong quá trình mình làm việc mình đã liên tục mình trau dồi và update cái kho dữ liệu này, nên anh em chỉ việc tải về và dùng thôi, hoàn toàn là tặng miễn phí anh em nhé. Đấy, những cái file ISO này, template này, được chưa? Cái file công trình này thì từ nhà thờ cho đến nhà biệt thự, nhà cao tầng, chung cư, cho nhà ống này, trường học, lâu đài này, đấy, các kiểu đà điểu luôn, nhà văn hóa này, bảo tàng nội thất này, đấy, bệnh viện, của anh em làm kiến trúc xây dựng nội thất thì đúng không ạ? Rất là cảm thấy rất là quý luôn. ISO, các cái ISO template anh em chỉ việc là tải về và dùng luôn, không phải thiết lập nhiều. Với những cái file ISO template như thế này. Đấy. Hay những cái DIM thủ thuật mà mình hay sử dụng. Lý thuyết xây dựng được chưa? Những cái hệ thống ví dụ như là file chúng ta tham khảo thêm, ví dụ hệ thống về ký hiệu trong bản vẽ, kích thước này, ký hiệu bản vẽ quy hoạch chẳng hạn. Bạn nào làm quy hoạch thì tham khảo những cái này. Tiêu chuẩn bản vẽ trình bày bản vẽ kỹ thuật để cho là chúng ta có thêm kiến thức đúng không ạ? Hay những cái cuốn sách tư liệu quý này. Đấy, cấu tạo kiến trúc này mình cũng đã sưu tầm hết tất cả những gì mình có, mình đã chia sẻ hết cho anh em. Anh em thấy hay và dùng được những gì trong này thì đều có thể sử dụng được. Hay những cái mặt bằng nhà lô phố tham khảo, những cái module mặt bằng. Đấy. 3 mét nhân 11 hay là bao nhiêu ấy? 5 mét, 4 mét, vân vân. Những cái module nhà phố này anh em về xây dựng thì sẽ cần hơn. Đó, thì đây là tổng tổng hợp đây tỷ lệ bản đồ khung tên khi in. Thì tất cả cái kho gọi là đây tổng tất thật là khoảng hơn 10 GB kho dữ liệu AutoCAD thì anh em sẽ được tặng hoàn toàn là miễn phí trong khoa học này và tải về, được chưa? Tải về và sử dụng, và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nó chi tiết ở trong từng cái bài học cụ thể của khoa học này, được chưa? Ok, trong video đầu tiên giới thiệu này thì cũng hơi dài dòng rồi, mình xin phép được kết thúc tại đây và xin một lần nữa là chúc mừng anh em, tất cả các anh em, các bạn đã đăng ký tham gia thành công cái khóa học thực chiến tâm huyết này của mình, được chưa? Mình rất là vui và hào hứng khi được hỗ trợ giúp đỡ anh em trong cái con đường chinh phục cái mục tiêu của mình, đó là thành thạo AutoCAD với cái cấp độ là từ con số 0, được chưa? Đấy. Tất cả anh em có câu hỏi thắc mắc gì trước khóa học thì hãy đặt lên nhóm diễn đàn của group lớp, được chưa? Mình sẵn sàng hỗ trợ và được giúp đỡ anh em đó. Xin được kết thúc tại video đầu tiên số 1 tại đây. Anh em hãy tải tài liệu về và làm theo những cái thứ mình đã hướng dẫn nhé.
Trong bài học số 2 sẽ là tổng quan về giao diện AutoCAD, và hẹn gặp lại các bạn trong bài học số 2. Xin chào.